Xin chào tất cả các bạn học viên thân mến. Rất vui được gặp lại các bạn. Trong video tuần này, Tấn sẽ giới thiệu với các bạn hai nội dung. Nội dung thứ nhất là một số các cái điểm lưu ý khi mà chúng ta thực hiện các bút toán kế chuyển cuối kỳ lên bảng cân đối sắp phát sinh. Đây chính là nội dung của tuần học trước khi mà Tấn đã cùng với các bạn thực hành. Nội dung thứ hai là cái chuyên đề của tuần tiếp theo. Chuyên đề đấy là gì ạ? Ở trên màn hình đây chúng ta thấy chính là hướng dẫn kê khai và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Đây là một cái chuyên đề Tấn thấy là rất là thiết thực khi mà cái công việc của kế toán hàng tháng hoặc là hàng quý chúng ta sẽ phải lên tờ khai thuế giá trị gia tăng. Và có những cái sai sót cũng như là các cái vướng mắc trong cái quá trình mà chúng ta lập tờ khai, chúng ta nộp tờ khai thì sẽ được giải đáp trong cái chuyên đề của tuần học tiếp theo. Thì đối với cái nội dung thứ nhất thì các bạn lưu ý nhé. Khi mà chúng ta thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ, ví dụ như là kết chuyển doanh thu, kết chuyển chi phí, kết chuyển thuế giá trị gia tăng, thì có một cái bút toán liên quan đến kết chuyển thuế giá trị gia tăng. Chúng ta luôn luôn là kết chuyển giá trị bé. Và nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là phát sinh thuế giá trị gia tăng phải nộp thì chúng ta thực hiện nộp luôn cùng với cái thời hạn nộp tờ khai. Trường hợp thứ hai là chúng ta thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ sẽ được chuyển sang kỳ kê khai tiếp theo nếu như đầu vào của chúng ta nhiều hơn đầu ra. Đấy, chúng ta hiểu đơn giản như vậy ạ. Còn khi mà chúng ta lên bảng cân đối sắp phát sinh thì các bạn lưu ý ạ, khi mà hạch toán với nhật ký chung thì chúng ta đồng nhất việc chúng ta hạch toán và tài khoản chi tiết. Tránh trường hợp là lúc thì chúng ta hạch toán vào tài khoản chi tiết, lúc thì chúng ta lại hạch toán vào tài khoản tổng hợp. Thì khi mà chúng ta sử dụng hàm sum if, chúng ta lấy sang bảng cân đối phát sinh thì giá trị nó sẽ không nhảy hết sang được. Thì dẫn đến là bảng cân đối phát sinh của chúng ta không cân và chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để chúng ta phải đi tìm. Nên là khi mà chúng ta làm, chúng ta hạch toán với nhật ký chung thì các bạn lưu ý chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta hạch toán đúng. Được không ạ? Liên quan đến nội dung của tuần học tiếp theo thì Tấn thấy rất là nhiều kế toán khi mà chúng ta đến kỳ kê khai chúng ta bị mắc một số các cái lỗi như là không đẩy được tờ khai, rồi là lên tờ khai bị sai, rồi là khi mà bị bỏ sót hóa đơn mà hết cái thời điểm kê khai, hết cái thời gian kê khai đấy ạ, thì xử lý như thế nào, rồi là khi mà chúng ta đẩy tờ khai bổ sung rồi thì đến cái tờ khai kỳ hiện tại thì chúng ta cần phải điều chỉnh nó như thế nào cho đúng. Thì tất cả những cái nội dung đấy sẽ được giải quyết hết trong cái buổi học liên quan đến cái chuyên đề này. Thì các bạn ạ, với cái chuyên đề này thì Tấn sẽ không giới hạn học viên có phải là học viên của An Hiểu Minh hay không, mà mở rộng cho tất cả các đối tượng. Những ai mà quan tâm muốn tìm hiểu đến cái chuyên đề này thì chúng ta có thể là đăng ký trực tiếp dưới cái video này. Ai đăng ký nhanh thì chúng ta sẽ được xếp lớp trước. Các bạn lưu ý nhé, ai đăng ký nhanh các bạn sẽ được xếp lớp trước. Vì vậy, ngay sau khi mà các bạn thấy video này, các bạn cảm thấy nội dung hữu ích, các bạn muốn tham gia thì các bạn hãy comment ngay. Các bạn tư vấn của An Hiểu Minh sẽ gọi điện và sắp lớp thông báo các lịch học cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.